Hai chồi nha, mình là đi đây. Hiện tại là mình clip này là mình sẽ đi solo ride. Cái ride mới các bạn, cái ride 2 thử ha. Đó, thì mình sẽ cho bạn xem là cái nhân vật Toji này. Nhưng mà thực ra mình không có biết thực sự là phải là Toji không ha bạn ha. Tại vì mình thấy cái nhiều bạn comment á là nhân vật này xài chiêu khác cái kiểu đúng không? Đó, nên không có giống Toji lắm. Tại vì các bạn thấy không nè, nhìn cũng thấy khác thiệt. Mình cũng không chắc là phải Toji không, nhưng mà tại vì trong bài update lần này thì các bạn thấy đó là vừa Megumi này nữa các bạn, mà vừa cả Gojo luôn. Thì nhân vật này phải liên quan tới trong phần dưới Sukaisen chứ đúng không các bạn ha. Đấy là vậy, nhưng mà thực sự mình cũng chả biết nhân vật này nhân vật nào luôn. Nhưng mà thôi, tại vì mình thấy Toji cũng hay cầm hai khúc với bạn, hai cây đúng không ta? Cái cồn nhị khúc hay sao ta, mình nhớ không nhầm ấy. Cái kiểu cũng giống vậy bạn, có dây xích nữa nè. Thấy không đó, nhân vật này cũng cầm dây xích nè. Đấy, thì mình thấy cũng khá giống thôi, chứ mình cũng không có biết là phải hay không luôn nha bạn nha. Đấy mình không chắc luôn, nhưng mà thôi mình cứ đọc đại đi ha bạn ha, tại nhân vật này tên dài lắm bạn. Tên cái gì mà Muscular gì các bạn đấy. Rồi Shosoke gì đấy, dài lắm nên mình cứ đọc ngắn đi ha bạn ha, là Toji cho nhanh. Thế là vậy đây. Thì bây giờ là mình sẽ đi solo ride 2 cho bạn thử ha. Đây là có ride 2 nha bạn ha, ride mới luôn nha bạn nha. Đó. Mình sẽ solo thử cho bạn xem là với nhân vật Limited mới này nè bạn, để xem solo được không ha. Tại nhân vật này mình nói bạn rồi đó. Ở clip trước ha bạn ha, mình đã nói rồi thì nhân vật này mình đánh giá khá là mạnh luôn nha bạn nha. Phải gọi là mạnh cực kỳ luôn ấy. Và mình cũng thấy có nhiều bạn comment ấy. Từ mới vô thì các bạn đặt giống như mình ha bạn ha. Thì đặt ở bút tiền Pink Rockstar này trước nè bạn. Đấy Bochi đúng không ta? Nếu mình nghe không lầm là vậy, tại mình ít coi phim anime lắm bạn. Mình coi vài bộ nổi à, còn mấy bộ này thì mình chưa coi luôn. Như vậy. Xong rồi các bạn đặt cho mình là 3 nhân vật Buma này. Đó, xong bây giờ là cứ đợi tiền thôi. Phải không? Đặt ở cuối với mình ha bạn ha. Tại đặt ở cuối thì các bạn có thể tích được tiền nhiều hơn. Đấy là vậy. Đó, thấy ha. Và mình thấy vài comment có nhiều bạn á nói là cái nhân vật Toji này các bạn đúng không bạn? Đó, đánh có khi là mạnh hơn cả ông Rap luôn. Đấy. Mà thiệt nếu mà các bạn so về tốc độ đánh á bạn, cái thời gian đánh ấy cộng với đam ấy thì mình nghĩ là có thể hơn cả ông già Rap thiệt ha bạn ha. Tại vì ông Rap là ổng 10 giây đúng không? Từ lát hồi ông Rap của mình á, mình nâng mát nha bạn, có Sonic luôn nha. Có cái mà giảm thời gian hồi chiêu nhanh nhất luôn các bạn là Sonic đấy. Đấy. Thì là cỡ đánh 10 giây đúng không? 10 giây là 35.000 đam đúng không các bạn? Đấy 35.000 đam. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nhân vật bia này trước nha bạn nha. Tại vì nhân vật bia này á là đánh được quái bay các bạn. Còn nhân vật Toji này không có đánh quái bay được. Nên là mình phải đặt cái nhân vật bia này trước để thủ quái bay với lại đép đầu trước ha bạn ha. Đó lát hồi mình chỉ cần nâng Toji là xong các bạn. Nói chung đi cũng dễ lắm, nãy giờ mình solo không các bạn ơi. Đấy, nãy giờ mình toàn đi solo không à. Nên bây giờ mình mới hướng dẫn các bạn clip ấy cho chắc các bạn. Để mình solo cho thắng ra mới hướng dẫn các bạn được chứ đúng không? Đấy, rồi. Các bạn thấy dễ không? Bây giờ các bạn cái việc nâng tiền thôi. Đó, easy mà. Bia làm hết các bạn ơi, mình nói rồi, nhân vật bia này là nhân vật khá là ngon luôn các bạn. Đấy, nếu mà các bạn không có bia thì các bạn có thể xài Suna cũng được. Mà tại vì mình vẫn khuyên xài bia hơn thì các bạn thấy nè, phải không nè? Vừa mới có 2 lần nâng thôi mà rẻ đó nha bạn ha. 2 lần nâng khá là rẻ luôn. Và nhân vật bia này đặt ra cũng khá là rẻ bạn thấy không nè. Đó, 1.400 với 2.500 thôi là các bạn đã có được một cái AoE vòng tròn rộng các bạn, cực rộng luôn, và có thiêu đốt và đánh máy bay luôn. Đấy, là như mình nói là bia này đép rất là ngon ha bạn ha, đép đầu ấy. Còn về sau thì mình sẽ xài Toji sau. Đấy. Thì đấy, mạnh là vậy bạn, ngon lắm. Giờ mình cứ nương tiền thôi bạn, thấy dễ không? Đấy. Tại vì nếu mà so về đam như mình nói các bạn thì nhân vật Toji này á, thời gian đánh là có 4 giây đúng không bạn? 4 giây là cho tầm 15.000 đam đi đúng không? Thì cỡ ông này Rap là 10 giây đúng không? Thì Toji này cỡ 8 giây là đã đánh 30.000 đó bạn đúng không bạn? Là cũng có thể gần bằng ông Rap luôn các bạn. Chỉ có thua đúng ông Rap là thua cái tầm các bạn. Ông Rap thì tầm xa thiệt. Ông Rap thì tầm xa quá không nói được các bạn ơi. Chứ nếu mà thực sự mà so về đam mấy bạn, mình nghĩ là Toji này cũng không có thua đâu bạn ơi. Thực sự luôn ấy. Lần đầu tiên mà mình thấy không phải lần đầu tiên. Tại game này mới update có xíu mà đúng không bạn? Đấy, nói chung là trong tất cả mình thích Limit đó bạn, mình thấy nhân vật Toji này là nhân vật ngon nhất hiện tại luôn nha các bạn nha. Nhân vật mà các bạn đáng nên xài luôn ấy. Là vậy. Mạnh đó bạn, mà solo ride ngon nữa. Đó bạn thấy không nè. Mình chỉ đặt bia nha bạn ha, đặt bia để đánh quái ba nha bạn nha. Bắt buộc rồi bạn ơi, tại vì nhân vật Toji này hoặc là các bạn đem những nhân vật như ông già Rap các bạn thì không nếu mà đặt ông già Rap không á thì các bạn cũng không có đánh quái ba được. Nên là cứ đặt nhân vật bia này thủ trước các bạn ha. Đó, thủ vậy thôi. Vẫn dư nha bạn nha, các bạn chưa cần phải đặt Katakuri luôn, các bạn thấy không? Các bạn thấy ngon không? Đấy. Nếu mà các bạn xài Natsu đúng không? Natsu hoặc là Sukuna đúng không bạn? Đó Sukuna thì vẫn có thể đép được các bạn ha, nhưng mà các bạn luôn luôn phải có category đi theo đúng không? Đấy, nếu mình thật sự là nếu mà mình nói không lầm là vậy luôn ấy bạn, bắt buộc các bạn phải có category, phải làm chậm để Sukuna với Natsu mới đánh kịp đó các bạn. Đấy. Còn bia thì các bạn thấy đó, tại bia AOE quá rộng mà với AOE vòng tròn đó bạn thấy không nè. Đó, nên lúc đầu mình cũng chả cần category luôn bạn thấy không? Mình cũng chả cần làm chậm luôn. Về sau thì mình có cần thôi chứ lúc đầu thì mình cũng chả cần category làm chậm luôn các bạn thấy không nè. Ngon không? Đấy, bia làm hết luôn các bạn. Thấy không? Đó. Về sau thì các bạn đặt Toji, các bạn đép những con quái trâu thôi chứ còn lại là giờ cứ nâng tiền thôi là xong rồi heo nè. Thấy dễ không? Đó. Rồi, bắt đầu bây giờ là quái trâu hơn nữa các bạn, thì bây giờ mấy bạn mới đặt category nè, thấy chưa? Cũng không có khó ha bạn ha. Rai mình thấy cái rai này solo cũng khá là dễ luôn. Đấy, solo cũng không có gì khó luôn bạn, rồi giờ mình chỉ cần nâng mát. Búp tiền, thấy là xong các bạn ha. Rồi, bây giờ là nhân vật quan trọng ra nữa bạn ha. Nhân vật là chùm cuối ra nữa bạn đây. Toji. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần đặt Toji ra và nâng cho mình tới cái dạng đánh AOE là được các bạn ha. Tại vì các bạn mới đặt ra là đánh có một mục tiêu nha các bạn nha. Toji mới đặt ra chỉ có đánh một mục tiêu thôi. Đây. Vậy nha, đây. Cái AOE này là cái một mục tiêu nha các bạn nha. Đó, chứ không phải ao động phải AOE mà là nhìn cái vòng vòng vậy thôi chứ đánh có một mục tiêu các bạn ơi. Đấy, chứ không AOE đâu ha. Đấy, thấy dễ chưa? Mình thấy cái Rai 2 này khá là dễ luôn ha bạn. Hay là do nhân vật Toji này mạnh ha. Mình cũng không biết nữa. Chứ mình nghĩ là do nhân vật Toji này mạnh đó bạn. Thực sự là mình thấy nhân vật gọi là đáng chơi nhất luôn bạn, cho update này luôn ấy. Là Toji á, tại vì mình không tính những secret nha bạn nha. Các bạn nên nhớ, đó phải không? Nâng tới AOE đồng tiền này là bự cho bá luôn nữa bạn. Đó cái là ngon. Thì các bạn ráng nâng cho mình tới cái AOE mà toàn phần thôi là được các bạn ha. Đó, nâng lên nữa đây. AOE toàn phần được rồi, các bạn không cần nâng mát đâu ha các bạn ha. Đó phải không nè, như nhân vật này của mình nè. Bây giờ là đánh AOE toàn phần là 16k rồi phải không nè. Mà có 4 giây à. Phải không, là 8 giây là 32k, là cũng gần như là bằng ông Ráp luôn rồi các bạn. Thì nhân vật này có thể là hơn ông Ráp thiệt luôn ấy. Đánh cực nhanh nè, đam cũng hơn ông Ráp luôn đúng không bạn, nếu các bạn so thời gian với lại đánh ấy. Đấy, ông Ráp là 10 giây mà có Sonic nha bạn nha, là có cái giảm búp nhanh á, giống như nhân vật Toji của mình luôn. Thì là 10 còn 10.5 giây, còn nhân vật này là 2 lần đánh là có 8 giây à, mà đã bằng ông Ráp rồi. Mấy ông còn dư tới 2 giây luôn ấy. Nên là mình nghĩ là nhân vật này có thể là ngon hơn ông Ráp luôn á bạn, nhưng mà chỉ thua đúng cái nhân vật này thua là thua tầm nữa bạn. Tại vì admin không cho nhân vật nào quá bá bạn đúng không bạn? Tại vì vừa đánh nhanh mà vừa thời gian hồi chiêu nhanh. À, là vừa đánh nhanh vừa đam to mà vừa tầm xa nữa, thì nhân vật này mình nghĩ là đứng top 1 luôn bạn đúng không bạn? Đấy. Nhưng mà hiện tại là mình thấy cũng xem với lại ông Ráp rồi đó bạn ơi. Thật sự luôn. Mạnh quá. Đã thiệt, lâu lâu mới có một nhân vật phải không đó. Bây giờ thủ dễ rồi đó bạn. Đó, các bạn thấy giờ là chỉ cần đợi hết quay là win nữa các bạn. Chứ giờ đâu còn làm gì đâu, thấy chưa? Thấy đơn giản không? Chỉ cần bay nhân vật bia nữa bạn, bay nhân vật bia không nâng mát các bạn ha. Chỉ nâng tới cái dạng AOE vòng tròn thôi để thủ quái bay các bạn, đó phải không nè. Tại vì nhân vật Toji này không đánh quái bay được thì ba nhân vật bia này sẽ đánh quái bay phụ. Đó, với đép đầu phủ bạn. Còn lại thì bạn thấy không nè, đó khi mà nâng đủ 3 nhân vật tiền này xong là đó, dễ rồi đó. Đó, bây giờ mình chỉ cần nâng nhân vật Toji này lên là win nữa bạn, thấy dễ không? Ngon ha. Game đúng dễ luôn bạn. Đấy, xong rồi cứ vậy thôi là các bạn cứ tích điểm và đổi nhân vật Mythical mới Tanjiro ha. Mình không biết là Tanjiro có mạnh hay không nữa bạn, đúng không? Đó, mình không có chắc là Tanjiro mạnh hay không, nhưng mà thực sự là nhân vật Toji này nhân vật gọi là đáng lấy nhất game luôn bạn. Thật sự luôn. Đép ngon quá phải không, mạnh nè à. Đánh nhanh mà đam to nữa bạn, AOE toàn phần nữa. Mình cứ tưởng là những cái nhân vật đánh nhanh đó bạn là sẽ đánh AOE đồng tiền đúng không bạn? Đó, đồng tiền. Hoặc là nếu mà nhanh nữa sẽ đánh một mục tiêu đúng không? Hầu hết như là đánh mấy nhân vật mà đánh cỡ 1-2 giây các bạn đều là một mục tiêu không à. Tại đánh 1-2 giây mà AOE rộng, AOE toàn phần nữa thì bá quá đúng không bạn? Nên là nếu mà nhanh nữa là AOE đồng tiền là cùng mà. Ai ngờ nhân vật này AOE toàn phần mà đánh nhanh đâu bạn thấy không nè. Ngon thật sự đúng bạn. Đó bạn không, 16.800 đam. Là 2 lần đánh là mình nghĩ là 33.000 các bạn. 32.800 đó đúng không? Không, 33.000. Đúng rồi bạn, 33.200 hay sao ấy. Từ từ 16.8 là 33.600 nha các bạn nha. Đấy, 33.600 trời ơi. Là các bạn hiểu chưa, là đam ngang rồi các bạn ơi. Ngang ông Ráp thiệt luôn ấy. Nói thật là ngang ông Ráp luôn rồi đó các bạn. Đúng không? Đấy, là ngang với ông Ráp luôn rồi đó. Không đùa đâu. Trời ơi, chỉ có điều là tầm thua thôi đó, chứ còn lại là thời gian đánh với lại đam là ngang đó, thời gian đánh nhanh hơn luôn á các bạn. Thủ đã thiệt, nhân vật xứng đáng lấy nhất nha các bạn nha. Nên là các bạn cứ evolve lên và kiếm các bạn stat nào mà hơn mình nữa là các bạn sẽ ngon hơn luôn ha. Đây là các bạn stat của mình là đam mới có A thôi nha bạn nha. Ở đam B chứ, đam mới có B thôi nha, mình chưa lên A hay S luôn ấy. Cái bản stat mình mà lên S nữa là lượng đam khác nữa nha bạn, phải không nè. Có ai đời nào mà đánh cái đồng tiền bự vậy mà 2.9 giây không? 6.000 đam bạn nhìn nè, 6.600 đam. Ao ơi, đồng tiền bự vậy mà có 2.9 giây là các bạn hiểu cỡ nào rồi đúng không? Là các bạn hiểu mạnh cỡ nào chưa? Ngon thật sự, đúng là cái giật này là sinh giật mới gọi là xứng đáng lấy nhất nha bạn nha. Trong các bạn update mới nè thì giật này sẽ là xứng đáng lấy nhất luôn. Quá mạnh đó bạn ơi. Đã thiệt. Rồi. Bây giờ là mình chỉ cần đợi thôi nha bạn ha. Đợi thôi là xong à, không có gì hết ha. Tướng nhân vật này chỉ mythical thôi là quá ngon các bạn, xứng đáng quá trời luôn. Thủ quá đã. Đấy, bây giờ mình đợi tới quay 25 là mình win thôi các bạn. Rồi mình lụm cái điểm thôi. Và có 1,5% là sẽ drop ra cái nhân vật đó luôn ha bạn ha, là các bạn sẽ lấy được nhân vật đó luôn. Giống như bia các bạn, thay vì các bạn đổi, nếu các bạn may mắn hơn là các bạn khỏi cần đổi luôn. Đấy. Với 1,5% là các bạn sở hữu luôn. Nhưng mà mình nghĩ là với cái nhân phẩm của mình là mình đi hơi bị nhiều các bạn, mình đi mà mình gần đủ đổi Tanjiro và review cho bạn xem luôn rồi đó. Là các bạn hiểu ha. Là các bạn hiểu mà mình không ra nổi luôn, là mình không biết là cái mà x2 x3 các bạn, x2 x3 lucky may mắn ấy, không biết có tính vô trong này không ha. Đúng không các bạn nào biết thì thử comment kiếm bên dưới cho mình biết thử ha. Đấy, không biết là có tính hay không, nếu mà tính thì ra khá là ngon ha. Thì nhân vật đó có khi lên tới thêm 5% mấy bạn, 5% mà 1,5% thêm 5% mấy bạn, đó lên tầm 6,5% không ta. Đấy, cộng thêm cỡ x5 lên mà đúng không bạn, từ 1,5% x5 lên trụ mình nghĩ nhiều lắm các bạn, đúng không bạn? Là bằng cỡ lên cỡ 7,5% bạn. Ôi ôi, 7,5% gặp gacha mà 7,5% mà ra hoài luôn các bạn. Đúng không? Quá đã. Rồi. Đó. Sắp xong rồi đó các bạn. Cái dễ không? Không có gì khó ha. Cái ray 2 này dễ nha bạn nha. Ủa, không có gì khó luôn, easy luôn. Chỉ cần các bạn có được một nhân vật đép đầu ha, thì mình nghĩ là nhân vật nào cũng được, miễn sao đép đầu là được nha bạn ha. Đó, đép cỡ quái bay các bạn. Vừa đép đầu được mà vừa đép quái bay được ấy. Đó, để các bạn dồn tiền các bạn. Để các bạn dồn tiền cho nhân vật Toji nữa các bạn là win game mà. Đó, phải không này, như mình nè. Đấy, để bia để vừa đép quái bay vừa đép đầu thôi bạn ha, không cần nâng mát nè. Đó, còn lại nhân vật Toji làm hết phải không? Đam Toji là 7m nữa bạn. Đó, 7m này nè. Đó. Bia mới có 1m mấy à, mà nhân vật này đặt là 7m nữa bạn. Kinh không? Đấy, đơn giản ha. Để chỉ cần Toji, các bạn chỉ cần đem Toji với lại một con đánh quái bay phụ nữa là xong ha. Đó, category là bắt buộc nha bạn nha. Hầu hết như tất cả các đi challenge hay solo ride challenge cũng không tới ha bạn ha. Nói chung là bắt buộc là những cái nhân vật nào mà cỡ kiểu làm chậm các bạn, nó bắt buộc phải đem rồi. Làm chậm với bút tiền đó bạn. Làm chậm với hai nhân vật bút tiền này là bắt chắc chắn rồi bạn ơi, chắc chắn các bạn phải đem rồi. Còn lại những nhân vật còn lại là đây, là các bạn có thể lựa chọn ha. Một là bia đép đầu giống như mình, hai là nhân vật khác đối với bay thôi. Đấy, còn Toji mình nghĩ là nên mang các bạn ơi, đép đã lắm. Đánh nhanh mà đép nhanh nữa các bạn thấy không? Cứ 4 giây 16.000 mà đạt được 3 nhân vật các bạn. Đã. Đấy, đơn giản luôn các bạn. Chứ mình tưởng admin là nhân vật này cỡ nếu mà xem với lại Chahin đúng không các bạn, thì admin đã cho đặt 4 con rồi đúng không các bạn ha. Nếu mà thật sự bằng Chahin thì đã đặt được 4 con rồi. Lại nhân vật này bá nữa đúng không bạn? Nhưng mà không. Admin đã thấy tiềm năng nhân vật này các bạn. Mạnh quá nên mới cho đặt 3 con đó bạn, chứ đặt 4 con là xong rồi các bạn thấy không? Đó rồi, bây giờ mình nâng max được 3 nhân vật Toji này là xong rồi đó bạn. Bây giờ thì các bạn muốn thì các bạn có thể nâng một nhân vật bia max được luôn ha, vẫn nâng được một nhân vật bia max luôn, và nhân vật bia còn lại thì nâng tầm 3.100 thôi, nâng thêm 3.100 bạn là update 4 ấy. Đấy, bây giờ lát hồi qua quay phát là mình đủ tiền nâng bia này gần max ha bạn ha, chắc chắn luôn. Tại vì hình như mình đi nãy giờ là y chang vậy bạn, kịch bản có một luôn bạn, kiểu tất cả kịch bản là như một luôn. Đây mình nâng vật bia này tới AOE toàn phần. Ủa không tới hả? Vậy chắc mình nâng nhiều quá bạn ơi, mình nâng chắc là mình nâng thêm nhiều rồi sao ấy, chứ kịch bản là mình nâng tới cái dạng 7/3 được nè bạn. À tới được mà nè, hình như xong bậy quái này là đủ luôn bạn. Xong mấy con quái này là đủ AOE toàn phần bạn, bia sẽ đánh AOE toàn phần, AOE toàn phần rộng các bạn. Đó, AOE toàn phần mà rộng nữa là xong các bạn. là mình đây đây phải không? Đúng rồi bạn, đúng rồi, vậy đúng kịch bản các bạn. Đúng kịch bản rồi. Kịch bản chỉ có một hai bạn ha. Thì mình chơi cứ gần cuối các bạn, còn một con boss á là mình sẽ nâng được bia tới dạng này, xong 3 nhân vật Tojimax. Đó, xong 2 nhân vật bia này nâng được thêm lần nữa hết rồi các bạn. Xong là con boss toan thôi. Kịch bản đúng có một luôn bạn. Từ từ để thử nha. Nếu đúng kịch bản nữa mình sẽ nâng giường này lên được thêm một lần 31 nữa là xong hả bạn ha. Là đúng kịch bản luôn á. Mình nghĩ nâng được luôn bạn, tại quánh quái là đủ tiền mà. Hoặc là các bạn có thể bán Uma cũng được. Đấy. Nhưng mà mình không cần bán Uma luôn bạn, vẫn thắng được. Đó. Dễ lắm bạn, không khó ha. Đây. Đó, đúng rồi bạn ơi. Vừa đủ đơn luôn xong rồi đó, xong rồi giật boss này ra là xong rồi nữa bạn. Dễ chưa? Đấy. Nhưng mà nói thật là nếu mà dễ đối với mấy bạn nào mà kiểu có nhiều nhân vật mạnh như là mình nữa bạn ha. Đó, toàn là nhân vật level 6 mấy nè thì có thể đi về dễ ha. Còn những bạn nào mà kiểu chưa có đủ nhân vật mạnh đó bạn thì mình nghĩ là nên không nên đi ha. Tại vì chủ yếu cày level với cày game mở thêm nhân vật đi. Đấy. Cho mạnh đã rồi đi solo luôn, hoặc là đi 2 người thì sẽ nhanh hơn. Đấy là vậy. Tại đi 2 người thì các bạn đặt ở trên đầu được ha bạn ha. Đi 2 người thì các bạn đặt đây được luôn nè. Thay vì là như là đi solo là các bạn phải đặt ở dưới ha. Đó, đi solo các bạn phải đặt ở dưới để qua quay liên tục các bạn. Quá đi xuống dưới lâu quá qua quay liên tục thì các bạn có thể kiếm thêm tiền thôi. Đấy. Rồi, boss này 700k nữa bạn. Hình như là nếu mà đi 2 người được boss này 900k luôn nha bạn nha. Cái triệu ấy, đi 3 người như cái triệu hay sao ấy. Rồi dễ đó. Đâu cần làm gì đâu phải không? Đó, mình còn dư 3.000 mấy tiền luôn nè. Mình chỉ cần 3 vật Toji này ra thôi là xong game. Mà không cần bán Buma luôn ha bạn ha. Đó, nếu bán Buma là mình sẽ có thêm tầm 6k tiền nữa là cầm 10k tiền luôn bạn. Mà không cần luôn. Để cho bạn thấy sức mạnh của Toji mà các bạn. Đấy, quái bay các bạn bắt buộc phải có bia nha bạn ha. Tại quái bay mà. Nhưng vật Toji này mà không đánh được quái bay trên. Đánh mà quái bay trên nữa là thôi bá lắm các bạn ơi. Thực sự luôn bá lắm luôn ấy. Rồi xong. Để boss tới và cho bạn xem ha. Để boss tới và cho bạn xem ha. Rồi hiện tại là tới boss rồi các bạn thấy chưa? Đã, bạn thấy dễ không nè? Tới boss là boss còn không thở nổi luôn mà bạn thấy không đó. Boss sao mà thở nổi được? Chỉ được cái là xì bam thì mấy con quái đi nhanh đó bạn. Chứ boss không thể nào thở nổi được luôn đó phải không? Đó. Bay màu liền luôn. Và con boss này sẽ có 2 dạng các bạn ha. Tới cái dạng Awakening gì nữa nè. Là sẽ biến hình. Và cứ theo như kịch bản nãy giờ mình đi các bạn. Là cái nhân vật Toji mà tầm mà đánh gọi là ngắn nhất các bạn, tại vì mình đặt ở góc này mà ngắn nhất mà. Giật đây là tới đây đúng không? Giật ở đây tới đây đó, giật tới đây các bạn. Thì con boss thức tỉnh mà vừa đi qua đây là sẽ toan liền đó các bạn, toan liền luôn là đúng kịch bản đó các bạn. Như viết chuyện đó các bạn, như trong sách luôn, kịch bản như trong sách luôn các bạn, như sách vở luôn. Đây các bạn coi nè. Đấy, Awakening xong mới lên 900k nha các bạn ha. Thì tính ra đi nhiều người cũng giống đi solo các bạn. Vậy đi nhiều người cũng giống solo, vậy các bạn đi nhiều người sẽ ngon hơn ha. Thì nếu mà các bạn không có bạn bè lúc mà không on đó bạn, không có bạn bè hoặc là không on nhiều ấy, không có chơi chung với nhau được các bạn thì có thể đi solo thôi, chứ đi 2 người 3 người vẫn hơn các bạn ha. Tại vì máu boss cũng vậy à, phải không đó? Đâu nè, đúng kịch bản là vừa qua cái vòng nữa bạn, vừa qua cái tầm của nhân vật Toji ở xa nhất các bạn, là con boss vừa toan luôn là xong, là đúng kịch bản của mình luôn bạn, vẽ ra luôn, mình viết kịch bản cho game luôn bạn ơi. Đúng không? Phải không? Phải đi qua nha. Được cái tay đó, đi qua đi rồi tay. Đúng rồi. Nè đúng kịch bản nè, Rồi không đúng kịch bản các bạn ơi. Ơi chưa kịp đi qua nữa không đúng kịch bản luôn, thấy dễ không? Đấy, easy ha. Solo là dễ, rồi không rớt các bạn ơi. Không rớt nhân vật tăng di đôi mình luôn. Rồi. Thì đó là cách mà mình đi solo cho bạn xem các bạn ha, Cry 2 ha. Đó, không có gì khó đâu. Nói chung là các bạn cứ đặt như mình là win nè, dễ lắm. Rồi, thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn nào ui mình gần đủ rồi các bạn, gần đủ rồi đấy, thì các bạn nào thấy hay á, cho mình xin một like và subscribe ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.